Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện Nam, tải ngay Avezac. Xin chào các em. Cô rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 2. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang một chủ đề mới, đó là Unit 12 at the cafe, ở quán cà phê. Trong video này, ta sẽ tập trung vào Lesson 1. Và bây giờ, các em hãy mở sách giáo khoa trang số 51 giúp cô nào. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ bao gồm có hai hoạt động, đó là hoạt động số 1 và 2. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học với hoạt động số 1 nhé. Activity number 1, listen and repeat. Hãy nghe và nhắc lại. Đối với chủ đề at the cafe mà chúng ta học trong tuần này, thì mình sẽ tìm hiểu về chữ cái A. Và chữ cái này khi mà đọc trong các từ vựng thì nó như thế nào? Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Đây chính là chữ cái A của chúng ta. Và chữ cái này cũng là chữ cái đứng đầu trong bảng chữ cái tiếng Anh và tiếng Việt. Ở trong tiếng Anh thì chữ cái này là A, chúng ta đều rất rõ ràng và đều rất nhớ từ này đúng không nào? Hãy cùng cô đọc lại nào. A, A. Và trong các từ vựng ở bên dưới thì chữ cái A này nó cũng là âm A, 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 A. Ok. Bây giờ hãy cùng cô quan sát bức tranh trong sách giáo khoa. Các em có đoán được các nhân vật trong bức hình này đang ở đâu không? Các nhân vật trong bức hình này thì chúng ta có thể phân ra thành hai loại. Thứ nhất đó là một gia đình đang đi từ ngoài đường vào trong. Và nhân vật số 2 đó là người bán hàng, hoặc chúng ta gọi là phục vụ. Phục vụ ở đây chính là phục vụ của quán. Vì sao chúng ta biết đây là một cái quán nhỉ? Cụ thể đây chính là quán cà phê. À, chúng ta thấy là cách trang trí của nó, cũng như là bàn ghế và những thứ mà họ bán ở tại cái quán này thì chúng ta đều biết đây chính là quán cà phê. Và ta sẽ được học 3 từ vựng ở trong quán cà phê này. Ta được học từ vựng về nho, về bánh và về bàn. Nho trong tiếng Anh của chúng ta sẽ là grapes, 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 nho. Tiếp theo, bánh, cake, cake, cake. Và cuối cùng, cái bàn, table, table, table. Ok? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe đoạn băng ghi âm mẫu của sách giáo khoa 2 lần nhé. Unit 12. At the cafe. Page 51. Lesson 1. Activity 1. Listen and repeat. A. A. Grapes. Cake. Table. Ok, chúng ta đến với lần nghe số 2 nào. Unit 12. At the cafe. Page 51. Lesson 1. Activity 1. Listen and repeat. A. A. Grapes. Cake. Table. Chúng mình vừa được nghe xong đoạn băng ghi âm của sách giáo khoa 2 lần.
Và kết hợp với những gì mà cô đã giới thiệu cho chúng ta thông qua bức hình này thì cô nghĩ là các em đã rất rõ ràng cách phát âm của các chữ cái và các từ vựng này rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại theo đoạn băng ghi âm nhé. Unit 12. At the cafe. Page 51. Lesson 1. Activity 1. Listen and repeat. A. 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 Grapes. Grapes. Cake. Cake. Table. Table. Tiếp theo, cô sẽ bật lại đoạn băng ghi âm. Các em sẽ tự mình nhắc lại theo sách giáo khoa và không có sự hướng dẫn của cô nhé. Unit 12. At the cafe. Page 51. Lesson 1. Activity 1. Listen and repeat. A. A. Grapes. Cake. Table. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau thực hành xong nhiệm vụ nghe và nhắc lại của hoạt động số 1. Trong hoạt động số 1 này, cô muốn giới thiệu thêm cho chúng mình một chút về mặt từ vựng. Và nó hơi hơi có một chút ngữ pháp. Đó là hãy quan sát lại cho cô vào bức hình và quan sát kỹ cho cô vào chùm nho này nhé. Như cô vừa giới thiệu cho chúng ta thì quả nho của mình là grapes. Và chính xác, grapes này nó là những quả nho. Và ta thấy trong chùm nho này có rất nhiều quả nho đúng không nào? Grapes, những quả nho. Vậy có khi nào các bạn đặt ra câu hỏi một quả nho trong tiếng Anh là gì không? À, một quả nho trong tiếng Anh nó sẽ là grape. Chúng ta bỏ đi S ở cuối. Grape, một quả nho và grapes, nhiều quả nho. Vì vậy, chúng ta biết lý do tại sao trong bức hình này mình lại dùng grapes mà không dùng grape đúng không nào? Bởi vì ta có nhiều quả nho, mình phải thêm S. Ok chưa nào? Vậy tương tự, ở đây ta có một cái bánh cho nên mình dùng cake. Nhưng nếu ta có hai cái bánh trở lên thì mình dùng cakes thêm S. Cakes, nhiều cái bánh. Hoặc ở đây chỉ có một cái bàn cho nên mình dùng table. Vậy nếu ta có hai cái bàn trở lên thì mình sẽ dùng tables thêm S. Tables, những cái bàn. Ok, bây giờ hãy cùng cô ôn tập lại cả ba từ vựng vừa rồi nhé. Grapes, những quả nho. Cake, cái bánh. Table, một cái bàn. Ok, chúng ta kết thúc hoạt động số 1 tại đây và mình đến với hoạt động số 2. Point and say, hãy chỉ và nói. Ở hoạt động số 2 này thì chúng ta rất đơn giản, chỉ cần ôn tập lại những gì mình vừa mới được học trong hoạt động số 1. Cụ thể, chúng ta sẽ chỉ vào từ hoặc chỉ vào bức hình và mình sẽ phải phát âm cái từ đó lên cho đúng. Ví dụ, grapes, cake, table. Vừa rồi thì cô đã chỉ và nói theo đúng thứ tự mà mình gặp trong hoạt động số 1. Tuy nhiên, trong hoạt động số 2 này,
Khi chúng ta thực hành thì mình có thể chỉ cái thứ tự bất kỳ tùy theo ý thích của mình. Và các em chỉ càng lộn xộn càng tốt, bởi vì càng lộn xộn thì chúng ta lại càng phải nhớ xem cái từ đó là gì để mình nói cho chính xác, phải không nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử thực hành một chút, và cô cũng sẽ kiểm tra trí nhớ của chúng ta, và chúng ta cũng sẽ tự xem là mình nhớ được bao nhiêu từ trong số 3 từ này nhé. Cô sẽ chỉ vào bức hình. Nhiệm vụ của các bạn là phát âm từ đó lên. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Number one is... À, đáp án của chúng ta là... Cake. Cake. Cái bánh. Tiếp theo nào. Đáp án sẽ là... Grapes. Grapes. Những quả nho. Cuối cùng. Đáp án sẽ là... Table. Table. Cái bàn. Tương tự như những gì mà cô vừa hướng dẫn, các em sẽ tự thực hành bài tập này ở nhà hoặc ở trên lớp cùng với những người bạn của mình, một người chỉ và một người nói các em nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.